Hạt hả? Nhìn cái mạng đỏ sạc không anh nhìn. Ồ. Xin chào đại gia đình thích trồng cây. Đây là những cây rừng mọc hoang trong vườn của mình trên cái ụ mối đất. Những cái cây này có lẽ tuổi đời cũng bằng mình rồi. Không biết nó là cây gì mà nó rớt xuống những cái trái như là những cái nấm mà hả miệng. Như thế này nhìn cứ như là cây bắp rồi ấy nha, như là những cái ấm bắp rồi á. Nhưng mà ban đầu mình tưởng vậy, sau đó mình thấy cái cuống này mình nghĩ là cái bông hoặc cái trái của cây rừng này, còn nó tên gì thì mình không biết, cây tên gì mình không biết. Nấm. Đây là vườn điều của mình. Đây là cây cộng sản. Ngày xưa mình thường đi bứt cây này về làm phân xanh. Cây này là mặt lá nó nhám nhám. Thì mỗi lần mà mình bị vết thương ở tay chảy máu thì mình ngắt cái ngọn này mình nhai. Nhai nhai xong mình đắp vô cái vết thương thì nó sẽ lành. Nó có tên là cây cộng sản bởi vì những người bộ đội Việt Nam ở phía Bắc á, khi mà đánh nhau mà bị thương không đủ thuốc men thì người ta dùng cái này để cầm máu. Còn lúc mình nhỏ thì mình thường cuốc một cái lỗ đất kế cái bụi cây này và dùng cây này để coi như là vệ sinh cá nhân. Đó. Thì ở các cái vùng đồi tức là ngày xưa vốn nó là những cái khu rừng thưa. Đấy. Thì nó thường mọc lên những cái ụ mối. Đây là mối đất, tức là mối nó đùn lên thành ụ. Đó là mối đất. Đây. Bên đây cũng có một ụ mối nè. Nếu mình cuốc đất này ra rất là cứng nha, cứng như gần như đá. Mình cuốc ra thì bên trong là có mối màu trắng. Còn đây là mối, này là mối cây. Nó bám vào những cái vỏ cây mục để nó làm thành tổ. Cái mối cây này nếu mà ta bứng nguyên một cái tổ này về thì tha hồ cho chim cho gà ăn. Đó, mối thở nó làm tổ này. Thì con mối cây này nó đào những cái địa đạo dọc theo thân cây. Đó, tổng chiều dài của nó cũng nhiều km đó nha. Tại vì những cái cành cây này nó kéo dài có chục mét mà mối là đi theo như vậy nè. Tức là nó đắp lại thành những cái địa đạo để mà nước mưa không xâm nhập. Đó. Bây giờ mình thử gỡ một cái khúc địa đạo thì bên trong là con mối. Một cái đường rỗng theo. Tôi gỡ tiếp nha.
con mối đi đó. Thì những cái địa đạo này nó thường nằm ở mặt dưới của cây để tránh mưa. Qua bên cạnh này cũng vậy thôi, những địa đạo dài. Tổng một cây vậy là nhiều km, nhiều km cành á. Mối này nó ăn những cái phần mục của vỏ cây và nó sống. Đây là cây chó đẻ, còn gọi là diệp hạ châu. Có lá chia hai thùy đối xứng nhau, và phía dưới là toàn là hạt hạt hạt, cho nên khi nó già thì nó mỗi cây như vậy nó phát triển thành hàng chục cây. Vừa rồi là tổ mối và những cái địa đạo để nó sinh sống bên trong một cách an toàn. Còn đây là một tổ kiến, nó tha đất lên để thành lỗ, tạo thành lỗ. Và cái đất này sẽ ngăn nước mưa, không cho nước mưa tràn vào tổ kiến. Tường thành quá đẹp. Nếu các bạn về các cái rẫy ở quê thì ta thấy nhiều, rất nhiều cây hà thủ ô, lá nó là nhám và hình thái của nó là dây, và giữa hai bên dây thì mọc lên hai lá đối xứng nhau. Đây, mặt dưới trên, muốn cho xanh tóc đỏ da thì rủ nhau lên núi tìm hà thủ ô, là cây này đây, mọc rất nhiều nha. Bạn nào cần hà thủ ô thì mình sẽ lấy dây lấy lá về cho gội đầu và uống. Còn củ thì đào rất là sâu nha, củ mới quý nhưng mà đào sâu lắm. Đây, hà thủ ô nha quý vị, mọc khắp nơi. Đây là một cái ổ mối đất này, có những cái hang như thế này. Ngày xưa nhỏ, còn nhỏ mình rất sợ rắn ở chỗ này, nhưng mà mình thường trèo lên trên ụ mối ngồi chơi, suy ngẫm về cuộc đời. Xa xa là rừng keo nha quý vị. Keo này là keo lai, keo lá tràm. Thì nếu mà trồng một mẫu thì 3 năm
thu được 70 triệu. Có nhiều nhà là 10 mẫu thì cũng có được 700 triệu. Thì cho nên là nhiều hơn như vậy nữa thì có thể là tỷ phú ở nông thôn. Cây keo lá tràm là cái cây mà là làm kế sinh nhai rất tuyệt vời ở nông thôn hiện nay, những cái vùng trung du á. Đây là tổ kiến này, cũng đào tường thủy, tường thành, tường lũy này, từ bên dưới nó sẽ mò lên này. Thì đây là những cây keo nhỏ mà người ta mới trồng, cho nên là người ta tận dụng trồng thêm củ mì để thu hoạch trong quá trình mà cây keo chưa lên cao. Mì là ở quê mình gọi là sắn, sắn khoai đó, sắn khoai tức là sắn này nè. Thì những cái cây keo này nó thường có những cái lá bên dưới đó, giống như là cây hoa mắc cỡ nha. Này, trên thì lá keo mà dưới là lá mắc cỡ đó. Đây là chuyện lạ. Người ta nói rằng cái keo này với mắc cỡ là cùng họ với nhau, cho nên lúc mà còn non thì cái keo vẫn mang cái họ của mình. Đây là bên dưới gốc keo là những cái nhánh của cây giống như cây trinh nữ. Đó, mình thò tay vô thì nó có hiện tượng là mắc cỡ nè. Dưới này là những cái nhánh nha, mọc lên từ gốc nha. Còn đây là trên cái lá của lá keo cũng có cái lá trinh nữ. Đó, nó mình đụng vô nó bắt đầu xếp lại nè, mắc cỡ đó. Đây là chuyện lạ nha. Nhưng mà những cái cây keo mà có lá trinh nữ là rất phổ biến ở đây. Đây, bạn có thể thấy nè, và kế nó là cây trinh nữ nè, kế nó là cây trinh nữ nè, kiểu như là gì đó, ve sầu thoát xác gì đây. Hồn trưng ba da hàng thịt. Đây, những cây trinh nữ nè, đập tay vô nè là xếp lá lại. Thì ngay bên đây là có những cái keo hồn trưng ba da hàng thịt, bên dưới là những nhánh trinh nữ, hoặc là nó giống như nhánh me đó, nó vươn ra. Lên trên lại là cây keo, và ở đây là cái lá keo. Mình ngắt đi ha, ngắt cho các bạn thấy rõ nè. Đây là lá keo, nhưng mà đầu lá lại là cái lá trinh nữ, lá giống lá me đó. Đây cũng vậy, nhổ lên một cây cho các bạn thấy nè. Thêm cây nữa nha, cũng là cái đầu lá me, cái đầu lá keo, dưới là lá trinh nữ, trinh nữ hoặc me gì đó mình không biết. Đây cũng vậy, đây cũng vậy. Đây cũng vậy nha. Còn cây này thì nó đứng riêng,
không mọc lên lá keo. Nhìn kỹ thì có luôn. Còn xa xa là cây xanh. Ngày xưa là mình sợ nhất cái chỗ này, tại vì mình nghĩ nó có ma. Đây là sợi dây xanh, thường có trong các cái trảng cỏ rừng thưa. Cái dây này mình ngày xưa mình dùng để làm nhà, mình cột giữa cây này với cây nọ. Đây, cột là rất là chắc. Tuốt ra xong cái làm dây cột là khỏi cần dùng lạt nữa, thay thế cho dây lạt tre đó. Rất chắc luôn. Nó là sợi dây xanh mọc hoang trong rừng. Mình sẽ đi tiếp vài bước để xem có gì đáng xem không. Những cái nấm lạ, nấm càng đẹp thì càng độc nha các bạn. Đây thì là cây hà thú ô. Ở chỗ này sao đất tốt hay sao mà lá to. Nhưng mà đây là một bụi sâm long quý vị, lá to bè luôn, bằng cái chén luôn, bằng bằng tay luôn. Thì mặt lá toàn long, mặt sau cũng toàn long, và thân nó toàn long nha quý vị. Đặc biệt là cái phần này, ngọn của nó toàn long này. Lá này là vò thành xương sâm ăn được. Sâm long thường quý hơn là sâm láng. Nó một dải ở đây.